Erling Haaland là vua phá lưới Premier League 2023-2024. Với 27 bàn thắng ghi được ở mùa bóng năm nay, tiền đạo người Na Uy Erling Haaland, Man City, đã giành danh hiệu vua phá lưới mùa bóng 2023-2024 của Premier League. Đây là lần thứ hai liên tiếp Erling Haaland đoạt danh hiệu vua phá lưới ngoại hạng Anh. So với mùa trước, số bàn thắng của Haaland đã giảm xuống khá nhiều, 27 so với 36. Tuy nhiên, thành tích này của Haaland vẫn vượt xa các đối thủ xếp sau là Cole Palmer, Chelsea, 5 bàn, Alexander Isak, Newcastle, 6 bàn, Phil Foden, Man City, 8 bàn. Tuy nhiên, nếu tính tổng số bàn thắng và kiến tạo, cầu thủ của Man City chỉ đứng thứ 2 ở giải đấu. Cụ thể, Cole Palmer có 22 bàn thắng, 11 kiến tạo, còn Erling Haaland có 27 bàn thắng, 5 kiến tạo. So với các vua phá lưới trước đây, 27 bàn được xem là con số ấn tượng. Trong 4 mùa giải từ 2018-2022, vua phá lưới ngoại hạng Anh chưa từng chạm đến cột mốc 25 bàn. Trung phong Na Uy thành cầu thủ thứ 6 giành giải này 2 mùa liên tiếp, sau Alan Shearer, Thierry Henry, Robin Van Persie, Harry Kane và Mohamed Salah. Trong số 27 bàn thắng của Haaland, có 20 bàn được ghi bằng chân trái, 4 bàn đánh đầu và 3 bàn bằng chân phải, chân không thuận. Mùa này, có vẻ như Haaland đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng. Tiền đạo người Na Uy cũng thường xuyên mờ nhạt ở các trận đấu lớn khiến Man City gặp không ít khó khăn. Haaland cũng nhiều lần phải chịu không ít chỉ trích khi anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Danh hiệu găng tay vàng mùa giải 2023-2024 đã được trao cho thủ môn David Raya, Arsenal. Raya đã giữ sạch lưới đến 16 trận ở Premier League mùa này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.